Xin chào mọi người, mình là Chu Minh Hạnh và ngày hôm nay thì như dự kiến ở video trước thì mình sẽ về nhà anh Duy. Và anh ấy đang bán đồng hồ và bút thì hiện tại đang khoảng tầm 200 đến 300 đơn một ngày. Và anh ấy là, mình nhớ không nhầm thì anh ấy học K27-28 thôi. Và bây giờ, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng vào thăm nhà anh ấy xem như thế nào nhá. Rồi đi theo mình nào. Sao đây? Đây là chỗ này là 250. Ui. Là cái anh ấy bán đồng hồ và số bill mình cầm trên tay nhiều như này đây. Và chỗ này nó khoảng đâu đó khoảng tầm như là anh nói là khoảng tầm 250 đơn. Và đây là một nửa. Ngoài ra thì các bạn có thể nhìn được cái thùng như này. Đây là bao tải đóng rồi. Có này có rất là nhiều rồi. Cái bao hàng màu trắng kia là tí nó sẽ có bên vận chuyển các bạn lấy hàng. À, cái cảnh vui nhất khi mà chạy đó chính là cái tiếng xe. Xe bán đồng hồ anh ta nghe là gì? Bán đồng hồ á? Ta ghét nhiều lắm thì cứ thao ghét theo cái bảng thầy gửi thôi. Cái bảng cứ vứt các cái ta ghét liên quan nữ lên, ví dụ là một tẹp ví dụ như là du lịch, cho thuê xe du lịch, nhà khách sạn này, bikini. Các liên quan đến mắt mũi mặt cằm thì đấy là một số cái làm đẹp đấy. Okay. Sơn móng tay các thứ nữa. Đấy mấy cái kiểu sơn móng này, nai hủ. Thì đấy là đi chạy quảng cáo lâu chưa nhỉ? Chạy mới được 2 năm. Chỗ này còn đây là một chỗ đông hàng, trên tầng 2 là trên tầng 2 thôi. Tầng 2 là bán bụi, còn tầng 3 là gọi là thuốc kê. Thực ra thì nhiều khi nó là thay đổi cái tư duy thôi. Ngày xưa lúc mà chưa học hành thì mình cứ nghĩ là bao gồm lọ chai các thứ để thu hẹp đối tượng các thứ, nhưng mà sau khi mà mạnh rồi thì mình mới thấy là cái tư duy đấy hoàn toàn sai lầm. Và cái trước khi mà cái tệp đối tượng nghe nhiều xem nhiều video clip trên YouTube mà cứ bảo là phải thu hẹp lại đối tượng khoảng vài trăm nghìn thôi các thứ, chạy thì có thể được ngày đầu sang ngày thứ hai thứ ba cái là tắt ngấm. Còn khi mà mình mở rộng tệp đối tượng, có khi là cái tẹp bây giờ mình đang chạy thì toàn mười mấy triệu thôi, không thể cần nhỏ. Ừ, đấy rồi. Có thể là ăn trong vòng cả tháng luôn. Đấy. Cả năm luôn đấy. Đấy. Chỗ kia là ăn được vài ngày rồi. Đấy. May là vài ngày. Đấy, may mà với cả cái hiệu quả của nó cũng đều. Nên là thay đổi lại cái tư duy về cái target. Tư duy cái target theo cái mà của anh thì cái kết quả kinh doanh của mình nó đã thay đổi hoàn toàn. Đấy, và là cái tư duy đấy là mình cũng mở rộng thêm các cái sản phẩm khác nữa. Trước thì mình làm một cái trả đâu không dám làm thêm cái gì cả. Thế bây giờ là học được khoảng tầm vài tháng như thế thì bây giờ anh chạy được bao nhiêu đơn một ngày rồi? Bây giờ là trung bình là 300-400 đơn. 300-400 đơn một ngày. Thì trước thì em có dạy anh là bán về bút phong thủy rồi. Thì bây giờ ngày hôm nay đến hơi bất ngờ khi mà anh bán cả đồng hồ. Ngoài đồng hồ anh bán gì nữa anh? Đồng hồ với cả các cái hàng phụ kiện, thời trang, vòng đeo tay, các thứ. Đồng hồ trang sức giờ ngày bao nhiêu đồng hồ? Trang sức, nói chung là nó theo cái form phụ kiện cùng một cái đối tượng khách hàng. Ừ. À, này đấy, tự nhiên nổi nghĩ ra. Rồi, insight em có thể làm nhiều thứ đúng không? Đấy, ví dụ nhá, khi mà nó có con khách trao rồi, nó học được đối tượng ngon rồi mà. Thì mình có thể chạy cùng một cái sản phẩm khác à, mình xe sang mình có thể là chạy đấy là đối tượng đã chất rồi. Rồi ok. Bút ra được bao nhiêu này? Bút đủ hàng thì là cứ khoảng 450 đơn, còn đồng hồ là 350 đơn. Năm nay là kinh tế của sản chuyển đổi và hiện tại mình đã nhìn rất nhiều bạn học viên của mình đã chạy sang cái mục tiêu chuyển đổi tối ưu bằng sale của mình. Và hầu hết trong các khóa học thì mình đều nhắc cái xu hướng này, nhưng mà chúng ta cũng sẽ ngại khi mà một cái điều gì đó mình thì chuyển đổi. Nói thật với các bạn thì chúng ta chỉ cần làm khoảng 10 phút, không cần quá nhiều đâu. Và có rất nhiều những YouTube, những video có thể hướng dẫn các bạn chuyển đổi để tối ưu được nó, thì thực sự các bạn không phải một điều quá dễ dàng. Tôi rất là bất ngờ khi mà học viên của mình khi mà học xong những cái học về Facebook Marketing thì các bạn đã thành công hơn. Và tôi không tưởng tượng được rằng là các bạn ấy bán được nhiều hàng như thế, 200, 300 đơn, 1.200 đơn một ngày. Và tôi rất tự hào về những cái điều mà tôi đã tạo ra. Và ở video tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp giám đốc kinh doanh của một công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn
Laco là người list của rất là nhiều các bạn bán hàng online rất là thành công, chị đấy tên là Bích Ngọc. Và ở video tiếp theo chúng ta sẽ cùng về nhà chị đấy. Và xin chào và hẹn gặp lại.